nhằm đánh giá kết quả nghiên cứu sáng tạo khoa học công nghệ, kỹ thuật, vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ngũ Hành Sơn vừa tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quận dành cho học sinh trung học cơ sở năm học 2021-2022. Trải qua vòng sơ tuyển, 19 ý tưởng được chọn lọc trình bày tại cuộc thi thuộc các lĩnh vực phần mềm hệ thống, lĩnh vực kỹ thuật môi trường, khoa học thực vật, khoa học xã hội và hành vi. Các ý tưởng xuất sắc được chọn lọc dự thi thành phố. Phòng Giáo dục sẽ hỗ trợ mời các chuyên gia, nhà khoa học hướng dẫn, gợi ý thêm về ý tưởng hoàn thiện dự án. Từ năm học 2016-2017 đến nay, ngành giáo dục quận Ngũ Hành Sơn đã có 31 sản phẩm khoa học, kỹ thuật đạt giải cấp thành phố, nhiều năm liền 100% sản phẩm dự thi đạt giải, đặc biệt liên tiếp năm học 2019-2020 và năm học 2020-2021 có sản phẩm đạt giải nhất cấp thành phố.